Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ bưởi nhanh đẹp nhé, để chúng ta có thể bày ra khi có khách nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ bổ bưởi cho mình. Đây, bổ bưởi này nhé. Thì cách thứ nhất, đơn giản nhất, các bạn cắt hai đầu cho mình. Sau đó mình sẽ khía ra làm 6 hoặc làm 8, nhưng các bạn đừng khía mạnh quá, nó sẽ vào cùi nhé. Mình sẽ khía nạp 8 thì mình tách nó sẽ dễ hơn. Đã là xong rồi nhé. Bây giờ mình chỉ cần dùng móng tay thôi, mình sẽ tách bỏ hết cái phần bưởi này ra. Rất dễ là mình đã tách được xong phần bưởi nhé. Các bạn, khi mình tách rất nhanh thế là mình đã được một quả bưởi như thế này rồi. Rồi một cách nữa mình sẽ bổ ra, thì mình sẽ bổ đôi quả bưởi này ra. Các bạn quét vòng quanh cho mình như này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy mũi dao hoặc là cái thìa các bạn nhé, để mình tách bỏ. Đây, thìa các bạn có thể. Thìa yếu quá nên là nó không lấy được. Mình thìa khác. Bạn luồn vào trong này. Với cách này thì các bạn sẽ để được quả bưởi nguyên trong này, và mình khi có khách đến ấy, mình có thể để mời khách ăn nhìn nó vừa đẹp vừa lịch sự. Hoặc là nhà có cỗ chúng ta cũng có thể làm theo cách này. Vẫn nguyên xi một quả bưởi luôn mà không phải mất công bày đĩa. Rồi các bạn lấy con dao nhé, các bạn nách cho mình cái phần cuống đi. Đây, cái phần cuống của quả bưởi. Đây, mình đã được quả bưởi rồi nhé. Rồi khi phần này bây giờ các bạn, phần này bây giờ ấy thì lại dễ hơn rồi, khi chúng ta đã ấy thì cái cách này thì nó hơi lâu hơn so với cách đầu tiên, nhưng mà chúng ta lại giữ được vỏ quả bưởi nguyên xi và mình bày quả bưởi lên không ảnh hưởng gì cả. Và mình lại dùng dao để mình bỏ cái phần này ra, cái phần cuống này là đít này, nó cũng lại vướng. Đây các bạn, mình được một quả bưởi còn vỏ như thế này. Sau đó thì mình sẽ bóc bưởi để vào đây. Phần này mình sẽ bỏ bớt đi, để cho khi mình để bưởi này nó sẽ dễ nhé. Ok.
cứ để đây đã, để mình bổ một cách nữa các bạn nhé. Mình nói nhé, nếu mà mình bổ theo 4 cách thì một cách nữa thì chúng ta chỉ cắt cái phần đầu này thôi, cắt phần đầu này và mình để phần đế lại, mình sẽ chia ra làm 8 như kiểu cái cách đầu tiên các bạn nhé. Rồi mình tẽ ra thì mình sẽ được vỏ ra, nhưng với cách ý cũng được, thì cách đầu cũng gần giống như cách ý. Bây giờ thì mình sẽ dùng cách này nữa là cách thứ tư nhé. Vì hôm nay mình có 3 quả bưởi thôi nên là mình chỉ hướng dẫn cách ý thôi. Cái cách bổ truyền thống này thì các bạn sẽ bổ vòng quanh quả bưởi cho mình như bình thường, là cách này là cách truyền thống để chúng ta lấy vỏ bưởi có thể phơi để gội đầu hoặc là xông hoặc tắm tùy theo nhé. Cái này thì vỏ bưởi mình có thể đem phơi để đấy, mình treo luôn lên cửa sổ đấy, rất nhanh là mình đã được một cái cây bưởi rồi. Bây giờ mình sẽ bóc cái múi của quả bưởi này ra để mình bày vào đây nhé. Để tách bưởi thì các bạn dùng sống của dao nhé, và mình nhất là chọn vào những múi nào lép thì càng tốt thì nó sẽ không bị hỏng. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra, đây là đít quả bưởi nhé, và mình sẽ bóc vào cho bày vào đây. Khi có khách đến là mình có thể bỏ ra ăn, không phải khách không phải bóc nữa, nó rất tiện. Thì các bạn mình bóc xong mình xếp dần vào nhé, cho nó kín quả bưởi này là được. Thì các bạn như vậy là mình đã được một quả bưởi nữa khi mình bổ theo cách này nhé. Và khi cách này thì các bạn là có khách thì mình có thể đậy nó lại, thì là không có vi sinh vật gì vào cả, một quả bưởi vẫn nguyên như không. Chỉ cần có khách đến thì chúng ta mở ra là có thể ăn được rồi, rất đơn giản. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây nhé. Đây là những cách mình bổ bưởi nhanh, đẹp và dễ làm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.